Rồi, ok thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho quý anh chị sử dụng cái tính năng về nổi từ xa của chiếc xe Kia Carnival Luxury này. Thao tác rất là đơn giản. Quý anh chị hãy chú ý vào cái chìa khóa này của em nhé. Đầu tiên quý anh chị sẽ nhấn nút khóa cửa này 2 lần giùm em. Sau đó quý anh chị sẽ nhấn giữ nút hôn này nhá, nhấn giữ nút hôn này tầm khoảng 5 giây thì đèn sẽ tự động chớp sáng và xe sẽ đề nổ. Thao tác rất là đơn giản nha quý anh chị. Đấy. Nếu mà quý anh chị muốn tắt cái máy này thì quý anh chị chỉ cần nhấn cái nút hôn này giùm em, nhấn lại cái nút hôn này nhá. Thì động cơ sẽ tự động tắt. Đó, rất là đơn giản thôi nha quý anh chị. Rồi, em sẽ hướng dẫn cho quý anh chị sử dụng cái chìa khóa này để mở cửa lùa và cái cốp ở phía sau luôn nha quý anh chị. Rồi, quý anh chị muốn mở ba cửa cùng một lúc thì quý anh chị sẽ nhấn cái nút khóa cửa này giùm em, mở cửa này giùm em, nhấn nha, nhấn giữ 3 giây đó thì tự động ba cửa sẽ tự động mở hết một lần luôn nha quý anh chị. Đó, cả phần cốp ở phía sau cũng mở hết luôn à. Thì xem nhá, không, chỉ bằng một thao tác trên chìa khóa thôi. Rồi, nếu mà quý anh chị muốn cắm cái ba cửa này cùng một lúc luôn thì quý anh chị chỉ cần nhấn giữ cái nút khóa cửa này giùm em, nhấn giữ nút khóa cửa này nha. Đấy, nhấn giữ thì ba cửa này nó sẽ đóng cùng một lúc luôn nha quý anh chị. Đó là tính năng rất là hay của chiếc xe Kia Carnival này. Rồi, ok, cảm ơn quý chị đã theo dõi video của em. Nếu thấy video của em hay hãy like, subscribe kênh giúp em nhé. Còn nếu mà quý chị muốn biết thêm về chi tiết cũng như là giá cả của chiếc xe này lăn bánh ở tỉnh hay thành phố và thủ tục mình phải góp như thế nào thì muốn làm một ngày trực tiếp với em, bên em sẽ bao đảm hồ sơ bay cho quý chị ạ. Rồi, và tiếp theo em sẽ nói về phần giá cả và em sẽ đi sâu vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này luôn nha quý anh chị. Đối với chiếc xe này hiện tại có giá niêm yết trên thị trường là 1 tỷ 289 triệu. Hiện tại bên em đang có một xe màu trắng giao sẵn cho quý anh chị luôn. Ngoài ra bên em còn có phiên bản premium, phiên bản signature đều có xe giao sẵn cho quý anh chị, không cần phải chờ lâu đâu ạ. Tùy thuộc vào cái hộ khẩu thường trú của mình mà chi phí lăn bánh nó sẽ khác nhau. Nếu mà quý anh chị muốn biết chi tiết thì cứ vui lòng kết bạn Zalo, báo cho em cái địa chỉ mình lăn bánh và thời gian quý anh chị dự kiến mua xe thì em sẽ báo chính xác về cái giá lăn bánh cũng như là chương trình tại thời điểm quý anh chị mua xe nhé. Đối với chiếc xe này thì hiện tại nếu mà mình mua đi gia đình, mua chạy kinh doanh, đưa đón khách, dịch vụ, sân bay này nọ thì nó rất là hợp lý. Bởi vì nó rộng rãi, thoải mái, đi được 8 người và vẫn có chỗ để đồ. Để tìm được chiếc xe như vậy trên thị trường hiện tại rất là khó, nếu có thì giá nó rất là cao. Chứ không phải là những cái con Carnival Luxury này đâu nha quý anh chị. Rồi, em sẽ đi sâu vào chi tiết để xem chiếc xe này có đáng số tiền quý anh chị bỏ ra hay không nhé. Đầu tiên đó là phần đầu xe. Đầu xe của xe được trang bị cho quý anh chị là lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng của dòng xe Kia. Cụm đèn pha của xe là đèn pha full LED, nó có dải đèn LED chạy ban ngày theo hình tia chớp cho chiếc xe mình nó nhìn nó mạnh mẽ hơn, nhìn nó táo bạo hơn. Động cơ của xe là động cơ 2.2 Smart Dream, công suất phát ra là 198 mã lực vì nó xài là động cơ máy dầu và sạc turbo tăng áp nên công suất phát ra rất là lớn. Đi đô số tự động của nó là 8 cấp nha quý anh chị, nên khả năng sản xuất vận hành nó cực kỳ mạnh mẽ. Mâm của nó là mâm đúc hợp kim, đường kính mâm là 19 inch. Vỏ đang sử dụng là vỏ Michelin. Nó có hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp người lái có thể tránh được vật cản khi mà mình phanh gấp. Đồng thời tích hợp thêm hệ thống phân phối lực phanh điện tử ABD để tăng thêm cái hiệu quả cho mình phanh. Đó. Và cái mâm đúc này quý anh chị thấy nó phần tiện nó đưa ra ngoài nhìn rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng và nhìn nó cứng cáp chiếc xe hẳn lên luôn á. Đó. Và khoảng sáng gầm xe là 172 nên nó sẽ cao hơn so với lại phiên bản Sienna cũ nha. Nó có bệ bước chân để giúp cho xe người lớn tuổi di chuyển lên xuống xe một cách là nhẹ nhàng và dễ dàng. Đấy. Tay nắm cửa có nút khóa mở cửa bằng một lần chạm, trên xe có những đường gân nhập nổi cho chiếc xe mình nó cứng cáp và nhìn nó thể thao hơn nhé. Bên trong xe như quý anh chị thấy nó có cái tông màu là màu vàng kem. Con này được trang bị cho quý anh chị tắp lô thì được bọc da cao cấp nha. Cả bốn kính cửa đều lên kính xuống kính bằng một lần chạm. Đấy. Thao tác thì rất là đơn giản thôi, chỉ cần một lần nhấn thôi là được. Đó. Nó được bọc nhựa mềm nhìn nó rất là tinh tế. Cái độ hoàn thiện chi tiết nó rất là cao nha quý anh chị. Đấy. Đi theo xe thì bên em sẽ tặng cho quý anh chị là phim cách nhiệt Luma của Mỹ bảo hành đến 5 năm. Một số hãng xe khác thì quý anh chị sẽ phải bỏ tiền mua, nhưng đối với bên em thì sẽ hỗ trợ trực tiếp cho mình. Và giá cả thì nó niêm yết toàn hệ thống nên khi mua của Thaco thì không bao giờ bị làm giá đâu nha quý anh chị. Đấy. Rồi, quý anh chị sẽ coi này.
Đó, cái thao tác mở cửa rất là đơn giản, mình có thể sử dụng trên chìa khóa nha. Như nãy em nói mình có thể sử dụng trên chìa khóa hoặc là trên cái nút khóa cửa trên này. Nó khóa mở cửa trên này. Và con này hiện tại đang sử dụng là 8 ghế nên cái hàng ghế thứ hai nó sẽ là 3 người ngồi, còn đối với phiên bản 7 chỗ là chỉ có phiên bản premium 7 chỗ và signature 7 chỗ thôi. Chứ còn phiên bản luxury là phiên bản 8 chỗ nha quý anh chị. Còn premium cũng có 8 chỗ luôn ạ. Đấy. Ở mỗi hàng ghế của nó thì đều có cổng sạc, có chỗ để ly tách. Đấy. Nói chung là nó hỗ trợ cho người dùng rất là nhiều luôn. Không cần phải chen lấn, không cần phải xô đẩy đùng đẩy ha. Để mà mình dành cái cổng sạc đâu ạ. Hồi xưa xe khác đã trang bị cho mình 1 đến 2 cổng thôi. Nhưng mà đối với Kia Carnival này nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Và đây là bố trí ở hàng ghế đầu tiên. Như quý anh chị thấy thì cái kích thước màn hình nó rất là lớn và nó ngồi rất là rộng rãi và ở bên trong nhìn rất là xa khi mình nhìn cái nội thất của chiếc xe này. Đó. À, hàng ghế này thứ ba này nếu mà mình không thích đi mình có thể gỡ ra cắt cũng được. Đấy. Hoặc là mình có thể gập xuống để như cái bệ tì tay á. Rồi phía sau con người có thể để ly tách rồi được hết nha quý anh chị. Đấy. Con này thì mình mua để đưa đón khách hay là chở khách đi sân bay hay chở sếp hay là gia đình có nhiều người thì mình vẫn sử dụng được bình thường nha quý anh chị. Và máy dầu con này thì nó rất là tiết kiệm, nếu mà quý anh chị chạy đường trường nha, xem thường xuyên sử dụng mình chạy đường trường nó chỉ rơi khoảng 5.5-6 lít thôi. Nếu mà chạy đường thành phố thì nó rơi cao lắm 9.5-10 lít. Đấy. Thì máy dầu thì nó tiết kiệm rất là nhiều. Đó. Và con này cánh cửa này nó chống kẹt nha quý anh chị nên rất là an toàn. Nhà có em bé em nít thì nó rất là đơn giản, mình đừng dùng một ngón tay là được. Nếu mà mình dùng cả cánh tay thì nó chạm vào thì tự động nó lùi ra thôi, nó có cảm biến mà. Đấy, rất là an toàn nha, chạy trên 20 km như là tự động nó lóc cửa à, chứ không phải là cái xe nó phiên bản nó thấp một xíu mà nó không có tính năng an toàn đâu. Con này rất là an toàn đấy. Và quý anh chị xem ở phía sau xe này, nó trang bị cho quý anh chị rất là nhiều những tính năng nha. Đây mình sẽ coi phần cốp của chiếc xe này. Khi đi đủ 8 người thì quý anh chị vẫn có chỗ để đồ nhé. Để được vài vali lớn luôn, bộ gọi đánh gôn hay này nọ thì rất là vô tư. Và khi mà mình đi ít người mình có thể gặp cái hàng ghế thứ ba này xuống, nó trải ra phẳng như là một cái nệm gì đó. Mình trải cái nệm hơi lên để mình cho cái em bé nó nằm cũng được nha. Gặp xuống cái khoảng không gian cốp này luôn. Đó, quý anh chị thấy nha, rất là sang trọng luôn ạ. Đối với chiếc xe này thì khi mà sở hữu nó thì đúng là chủ tịch, thực sự là chủ tịch. Đấy. Em nói là mình ráng một xíu nữa thì đi gia đình nó thoải mái và đồ đạc để đi khi mình Tết nhất mình đi về quê hay là lâu lâu mình đi du lịch đi Nha Trang hay đi cắm trại này nọ thì được. Chiếc xe này thì vô cùng hợp lý rồi. Ở phía sau trang bị cho quý anh chị là 4 cái cảm biến lùi tích hợp thêm camera lùi để giúp cho người lái lùi và đổ xe một cách an toàn. Đấy, nó có camera và một điều đặc biệt đối với chiếc xe này nó không thấy được cái gạt mưa nha, không thấy được gạt mưa. Nó được thiết kế ẩn sau dưới cánh hướng gió nha. Ở phía trên trang bị cho quý anh chị ba ga mưa và phay cắm mập. Cụm đèn hậu phía sau là một dải led, nhìn từ xa là mình biết đây là chắc chắn là Carnival thôi, cái đèn hậu của nó rất là đặc trưng. Ghế tài của nó là chỉnh điện nha quý anh chị, vô lăng thì được bọc da, tích hợp những nút điều khiển âm thanh, chế độ điện thoại nghe gọi đánh tay nó có hết. Đấy. Và khi mà mình ngồi ở ghế tài thì mình có thể điều khiển được 3 cánh cửa, 2 cửa trượt và 1 cửa cốp. Đấy. Tức là mình điều khiển được hết. Về hệ thống an toàn thì cân bằng điện tử ổn định thân xe, phanh khẩn cấp khởi hành ngang dốc thì nó có nha quý anh chị. Đây nó có ga tự động cruise control. Màn hình của nó là màn hình anti-lock, tức là màn hình cơ nha quý anh chị. Đấy. Thì các phiên bản premium thì nó là LCD, còn nói cái này analog. Nói chung là nó sẽ có khác biệt giữa các cái phiên bản. Màn hình hồi xưa thì nó nhỏ, nó khoảng 8 inch thôi, nhưng mà đối với cái phiên bản này thì nó được cập nhật lên 12.3 inch rồi. Đấy. Và nó có kết nối Apple CarPlay, Android Auto, kết nối Bluetooth để nghe nhạc và có bản đồ luôn nha quý anh chị. Rất là xịn sò và cái màn hình này nhìn nó rất là nét, tức là khi mà mình coi phim coi ảnh, khi mà mình tải GP để mình coi rất là rõ nha, rất rõ luôn. Hay là mình sử dụng cái này, nếu mà mình gắn thêm cái cục Android Pop vô nữa thì nó sẽ sử dụng như là một cái điện thoại bình thường luôn nha. Đấy, màn hình này siêu nét luôn này. Đó, quý anh chị thấy. Và điều hòa tự động thì 2 vùng độc lập nha, có cần số này, nhớ ghế này có 3 chế độ lái luôn, nó có eco, có normal, có sport, có smart luôn. Đấy, rất là tiện lợi. Đèn pha thì tự động bật tắt theo ánh sáng luôn nha quý anh chị. Đó. Đối với Kia thì những cái trang bị như thế này thì nó quá đổi là bình thường rồi. Đó. Có phanh tay điện tử auto hold đầy đủ hết. Đấy.
rõ ràng, sắc nét. Cần những cái cơ bản như vậy và nó phục vụ cho người dùng rất là nhiều. Đó. Và em xin nhắc lại thì bên em đang có nhiều màu, nhiều xe giao sẵn cho quý anh chị luôn. Không cần phải chờ đợi, quý anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em. Cần màu sắc gì thì cứ báo em, vì bên em là hệ thống nên là, và hiện tại showroom bên em đang lâu nhất thành phố Hồ Chí Minh nên luôn có xe cho quý anh chị.